Nè cô chú ơi, tự nhiên cái nó ngồi nó dành nó bồng bà ngoại đang ngồi cái là nó đang ngồi cái là nó chui lại nó nằm với bà ngoại này, coi cô chú coi được không. Trời ơi, biết vậy mặc cái bộ đồ Christmas cho chay luôn giống bà ngoại luôn. Trời ơi coi nè, nó chui lên nó nằm với bà ngoại kìa, coi được không, nằm vậy đó. Được đời không, không cho xu ra là nằm luôn. Nó gắt chân lên ngon đúng rồi. Trời ơi coi được không, không rồi coi iPad này thiếu gì chỗ không nằm quá trời chỗ luôn, không nằm, không nằm ngoại ơi thôi. quá trời chỗ luôn. Ủa mà quá trời chỗ tại sao con không nằm, con lại con nằm với ngoại, lý do tại sao, why, because, why, nói cho mẹ cái lý do coi, because why, tại vì sao, tại vì con làm sao, tại vì con yêu bà ngoại, nói 5 minutes. Oh 5 minutes. Yes. 5 minutes. 5 minutes sao? 5 minutes. À chờ 5 phút nữa mới nói hả? Yeah. Ok 5 phút nữa trả lại nha. Yeah. Ok 5 phút rồi trả lời đi. 5 phút. 5 phút rồi trả lời đi. Lý do tại sao? 5 phút rồi. Đồ gì mà. Ôi trời ơi cô chú ơi, bữa nay coi chay mặc đồ nè. Cho mà vô một miếng đi. À trời ơi con bỏ. Trời ơi bỏ kẹo vô đó đó hả? Dạ. Cô chú thấy mới mua đồ cho chay dễ thương cô chú. Đây con bỏ kẹo quay kia rồi. À con bỏ kẹo vô đó đó hả? À con ăn kẹo không có không có chích cho cô. Là sao? Không có chích cho cô. Không có chích cho cô là sao? Không có chích cho cô. À con ăn kẹo mà không có thấy được đúng không? Không thấy được kẹo đúng không? Tại vì con bỏ trong túi rồi đúng không? Dạ. Đúng rồi, đẹp quá. Dạ. Mà cái kẹo này ở đâu có không ngoài năm? Hả? Cái kẹo này đâu có à? Hồi nãy đó, mà lên trên phòng phải không? Cái mà nói sao mà kẹo tùm lum vậy con, mẹ con đổ hả? Để mơ bà năm ngoại xuống đánh mẹ con nghe. Cái nó nói chứ đừng có đánh mẹ nó, đừng đánh mẹ con. Để con clean up cho ngoại. Để con dọn cho ngoại hả? Đừng đánh mẹ, đúng trời không? Trời ơi, trời. Nó thương mẹ nó dữ vậy hả trời? Đừng đánh mẹ, để cho chị lên mắt. Vậy hả, hồi nãy bà ngoại đòi đánh mẹ hả chị? Mẹ tên gì nè, nói cho bà Dung nghe tôi mẹ tên gì. Mẹ tên gì ạ? Mẹ tên gì? Hả mẹ con tên gì? Chia. Mẹ tên Julia hả? Dạ. Tên gì nó lại mẹ, mới lại bà Dung nghe. Không phải Julia. Tên gì? Bổ gì? Bổ ngà. Trời ơi, nói lại bà Dung nghe. Quấn nôm mà, nó là quấn nôm này nản mà. Bà Dung nghe lần nữa coi. Bổ ngạc. Bây giờ phải đi lên nắp cho bà ngoại đi, không bà ngoại quýnh mẹ đó. Mẹ không dọn cho ngoại, ngoại quýnh mẹ đó. Con đi dọn đi. Đi lên lấy đồ giày đẹp thiệt đẹp mang vô đây, ra đồ dớ đi mà giày mang vô thiệt đẹp nè, giày mẹ mới mua đâu. Đi lên đây. Ủa đồ giày hồi tối này con để trên bàn đâu bác ơi? Bà ngoại thì cái đôi giày người ta bỏ lên bàn mà bà ngoại nó đem bỏ dưới đất. Giờ không đủ mà ước gì mà ngày nào cũng được. Bây giờ này chưa có bước ra khỏi sân luôn đó bà ngoại nha. Người ta để lên bàn ngày nào đó, chân có đẹp thiệt đẹp không? Bà ngoại đem xuống bỏ đó. Quá đường. Đẹp luôn á. Chưa, người ta chưa mang ra đường luôn không hả? Cho ngoại nha, cho ngoại mang. Ôi, không phải con không có được nói chu biết con, cái này là con nói là that's too small for you. Đúng rồi, cái này nó nhỏ đối với bà ngoại lắm, đúng rồi, nó ngược. Phải đi mua cho ngoại nha, mua ngoại bự nha. Ok. Dạ, ngoại cảm ơn. Rồi, lại ngoại mang giày vô cho nè. Lại ngoại mang giày vô nè, không mang giày, ghế vô nè. Lại ghế ngồi đi, lại ghế ngồi ngoại. Ở đây ngồi, mình mang vô cái chợ đi đâu nha con. Trai già đừng có lo kẹo cúm nữa đi trai à. Đừng ăn kẹo mấy trai. Ngồi ghế lên đàng hoàng. Chút xíu là ăn con. Đẹp quá luôn, mặc cái đồ đẹp dữ ta. Mặc đồ sao đẹp dữ vậy ta. Phủi chân cô. Ai mua vậy? Ai mua đồ cho con vậy? Mua. Hả? Ai mua vậy? Phải không? Nó dớ cao lên tới đâu. Cái quần nó mình sắn xuống được mấy cái hay là nó bị mai lên rồi? Ồ, cái quần sắn xuống được luôn à, làm cái xì tai rồi. Làm ok kiểu á, làm kiểu á mà đúng không, bà ngoại cũng có một cái y vậy luôn á, phải không? Hai bà cháu gì ghê à? Mà có y chang vậy luôn bác gái, y vậy luôn á, dữ.
Cái bữa nào ngoại ha, với chê bận nha. Ừ, dữ ta. Nha. Chứ ngoại cũng giấu kẹo trong đây luôn. Ngoại cũng cắt kẹo. Không, ngoại cắt cái nấm vú đi. Cái nấm vú. Không có cái vú nữa, đúng rồi. Bây giờ ai lớn rồi, ai chơi nấm vú nữa đúng không chay? Không có ba bà ha. No ba bà ha. No ba bà. Sao ba bà không thấy? Không thấy ba bà hả? Nhưng mà ba bà là dành cho ai? Em bé thôi. Em bé thôi, ô, đúng em rồi. Bé thôi, còn con không thấy em bé nữa đúng không? Trời con ơi, trời. Già ghê luôn. Con là bia ra, bà ngoại dắt đi làm AD nha. Con có em. Đúng rồi, nó có em. Nó có mấy con em rồi. Ồ. Ha, ngoại dắt đi làm AD nha. Ok, dạ liền. ID có nghĩa là chứng minh nhân dân á mọi người. Ở Việt Nam á, ID có nghĩa là chứng minh nhân dân. Già đó rồi, vợ cho dẫn đi ra tiệm làm nail của ngoài mấy cô á, cũng nói thôi 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 con này dẫn nó đi làm ID đi. Ồ, kẹo nữa rồi hả? Trời ơi, bà ngoại không biết mang dài nè, mang đi dài. Dài fancy đi không? Ừ. À. Rồi đứng dậy đi, đứng dậy mang phụ ngoại, đứng dậy. Ui da, ui. Trời ơi, cái bộ đồ này nó mát trình với nhau dữ vậy chứ. Chứ sao, trời ơi. Wow. Rồi mang phụ ngoại nha con. Không thấy ngoại, từ từ close your eyes. Rồi. À, đông nhắm mắt lại, từ từ. Rồi. Ui da. À, nhắm mắt lại xong ngăn xong mới mở mắt ra đúng không? Đúng rồi. Phải không? Dạ. Ok, giỏi quá. Ok. Để mang lại rồi mới coi nha. Đây. Trái cà đó. Nhìn thấy cà. Nhìn thẳng con ơi. Trái cà chua. Con cà này chua, nó. Trái cà chua. Mẹ già như trái cà. Bởi vậy mới nói là dắt đi làm ID. Dắt đi làm ID nha. Cái già này vừa nó luôn á. Con mang con mua số 7 á. Hơi bị ấy nè. Hơi bị chật luôn hả? Đúng rồi đó. Mua phải ấy cho em. Con bé đi mua số 8. Không phải tại cái dạng của nó. Cái dạng dây. Mình phải rút dây ra nhiều. Chị 5 rút rồi em. Cái này dây thun luôn chứ không cần rút nữa. Chị năm rút rồi. Ôi trời ơi, bữa nay con tôi mới xì tay dữ vậy trời. Quá xì tay. Đó là Nguyễn Thị xì tay luôn dữ ta. Quá xì tay. Rồi đứng xuống rồi. Đúng. Hả? Let's go mami. Let's go hả con? Ừ. Xì tay quá trời luôn. Không bà Nhung mến. Quá xì tay rồi luôn mà. Ủa con gái ơi, con gái đang làm gì á? Trời ơi, không được. Cắt cái này. Bậy quá. Con ăn cái gì á con yêu? Con ăn à, cái ăn đó ngon không con? Cô chú thấy người ta đàng hoàng tử tế không? Ăn là người đem cái ghế lại, bắt cái ghế ngồi bàn ăn nè. Làm hồi hộp lắm, tưởng làm cái gì đâu kia bằng dữ dằn lắm. Học sinh đồ dữ lắm, đang mặc đồ như học sinh vậy đó. Ngồi ăn lại bàn rồi bắt ghế rồi kia ăn. Đoàn hoàng này. Ăn đoàn hoàng ghê. Ui cha, cái nước này đúng là cái này nước này gọi là nước ngọt luôn á, ngọt gắt luôn. Nước sour. No, it's not sour, sweetheart. It's really sweet. Trust me. It's beer. No, it không phải beer. No, this is Sprite. Nước ngọt có ga nhưng mà mẹ để nên là nó cũng bớt ga rồi. Con ăn chips. Con ăn chips nhưng mà con uống thử miếng nước ngọt đi. Con uống thử miếng nước ngọt đi con. Bây giờ cô chú nó không uống nước ngọt. Giờ con năn nỉ nó cũng muốn nữa, mắc cười lắm. Vậy là tốt. Tốt nhất á, không có tốt nhì đâu á. Trời ơi, sướng quá nha. Cô chú chuẩn bị chiều nay coi ở trên kênh Hoi A Family Cuộc Sống Mỹ coi. Coi hả, mọi người tổ chức sinh nhật sớm. Happy birthday to you, to chai. À, happy birthday chú Du của chay hả? Có hết đồ chơi luôn. À, có hết đồ chơi luôn. Hết luôn hả con? À hết vậy luôn á hả con? Cái gì nó cũng đồ mua hết á. Coi mặc đồ kìa, coi xin. Chay mà chịu khó mặc đồ cũng đẹp gái lắm chứ phải vậy. Chay mà mẹ xiên lên nào mẹ. Yeah, nó không cởi vớ ra chứ vậy nhìn nó fashion con. Nhiều lúc người ta mang vớ là để fashion đó chứ không phải là để ấm đâu. Có khi trời nóng người ta cũng mang vớ nữa, hiểu không? Đừng có cởi ra mà. Dạ. Cô chú hồi nãy mắc cười lắm. Hồi nãy đi vô tiệm bà ngoại Nam tính mua cho chị một chiếc nhẫn.
để tặng cho chay sinh nhật. Nhưng mà hả, cái bàn tay trời biết mới bước vô tiệm vàng á, chay đội gì không cô chú? Chay đội một chiếc nhẫn cặp cẩm thạch. Mà cô chú biết cái cẩm thạch á, mà màu xanh lá cây á, thì nó gọi là jade. Trời ơi, bà vô không có chiếc nhẫn nào bà chịu, bà đồ bà chỉ một cái chiếc nhẫn cẩm thạch. Cái xong rồi cái cô chủ tiệm vàng á nói là trời, con cái này già lắm con ơi. Hả? À đúng rồi, nó giống cái màu của con chọn, nó giống như cái case điện thoại của mẹ, cái miếng ốp điện thoại của mẹ, đúng rồi. Trời đất ơi, nó giống cái miếng ốp điện thoại vậy nè. Rồi thấy ghê, cô chú lần cái màu chi mà cũng thạch đó. Cái đó cứ đưa ngón tay này ra, đưa ngón tay kia ra, cái cô kia ráng kiếm cho nó xỏ vô chiếc nhẫn cho có vừa không, mà không vừa chiếc nào hết. Có được không? Trời ơi, phái đeo nhẫn, đeo vàng, đồ này kia hết nọ nữa, phái lắm. Phái không? Phái không con? Con thích đeo nhẫn không? Ờ đó, ăn cheese đó con. Mày biết con thích nên hôm qua mày đi Target mày mua con á. Nói, hả? À, cô chú là chiều nay nhớ lên kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ là coi birthday của chay, sinh nhật của chay nha. Vui lắm á. Vui. I can lick my finger in my cheese. Ờ, con liếm tay con dính cheese á hả? Nó nói tiếng Anh đó, nó nói y chang vậy đó, mình phải dịch lại cho nó nghe, nó biết cái chữ đó làm sao phải không? Quá đẹp, đó bậy, quá bậy rồi, quá rồi. Cái đó để mẹ đem về đó. Là kìa chay. Ôi, coi mặt cô đồ kìa, coi cái cưng ghê không cô chú. Có đi đâu mới được mặc đồ chứ mà giờ qua về lại Michigan là cũng mặc đồ ngủ ở nhà. Chuyến này chay đi thu hoạch quá luôn. Rồi chuẩn bị 2 tuần nữa đi Houston, Texas. Là không biết qua bển có mua đồ chơi, mua đồ sắm gì không. Chắc qua bển hơi không có mua đồ gì đâu nha. Qua bển là chỉ đi chơi, đi ăn uống rồi thôi, chứ còn không có mua sắm, shopping gì đâu nha. Nghe nói Texas cũng có mall shopping bự lắm cô chú. Thôi được không, có tôi đem về tôi uống đó, coi nó có được không, nó đứng lên. Không, học không được giỡn với Bella kiểu đó, Bella già rồi. Đừng con, coi chừng con đạp đuôi Bella là Bella cắn con đó. Hello là chay, hồi nãy con kể cho mẹ cô chú nghe, hồi nãy con vô cái tiệm mà bán vàng đó, con chào bà làm sao? Chào bà hello. À con chào bà hello. Rồi có bà có thử cho con chiếc nhẫn nào không? Mà con màu green hả? Mà con đeo dừa không? Không có dừa. Không có dừa, đúng rồi. Tiếc ghê, bởi vì mẹ nói con phải ăn nhiều lên cho con mau lớn. Thì cũng lúc đó con mới đeo nhẫn được, nghe chưa? Con nói tiếng Việt cho mẹ nghe coi. No, tiếng Việt. Cái đó là tiếng Anh. That's English. You gotta speak in Vietnamese. Mẹ ơi, mắt Bella bị gì á? Mắt Bella, con Bella lớn tuổi rồi đó con. Nên là cái con mắt của Bella không có còn được thấy đường rõ nữa. Giống nhau chiếc chữ. Hả? Giống nhau chiếc chữ. Giống nhau cái gì? Giống nhà cửa vậy. Nó không hiểu nó gì. Rồi thôi bây giờ nè, chào tạm biệt cô chú ở trên kênh. À chúc cô chú sức khỏe đến ghê hả? Ờ à, bây giờ khoan từ, bây giờ chào cô chú nha, để chiều nay cô chú lên kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ, hoặc là cô chú chỉ cần ghi là cuộc. Ờ hoặc là cô chú chỉ cần lên YouTube search là Cuộc Sống Mỹ ở Michigan để xem cái video clip sinh nhật ở Chicago của bà ngoại năm, nhà bà ngoại năm nha. Và bây giờ thì chào tạm biệt cô chú. Nói sao? Chúc cô chú gì? Chúc cô chú ngủ ngon. Đúng rồi.